nha mọi người nha. Anh em quay chiếc xe cuốc đang làm ngoài ruộng dưới máy kéo nè các bạn ơi. Qua wow, nước quá trời đông. Nước ngập lúc hết trơn các bạn. Đi vòng qua bến hay gì chú? Dạ. Xe cuốc đang lội ngoài ruộng nước bao la luôn nha các bạn. Nhà mọi người cùng xem nha. Thank you.
Rồi chào các bạn mọi người nha. Hôm nay mình quay chiếc xe cuốc đang lội ngoài ruộng để phá đất nè các bạn ơi. Nước mà mênh mông luôn các bạn thấy không? Các bạn và mọi người cùng xem và theo dõi nha. Đó, nước luôn các bạn. Nước bao la luôn. Điều luyện lên ghê á các bạn ha, làm cũng lẹ tay ghê. Xe cuốc là chắc 03 các bạn, là chắc 03 đó luôn. Chắc 03. Mình thấy nó cũng nhỏ các bạn ơi, chứ mình cũng không có gành không. Cái nhỏ nhỏ mình độ chắc 03 thôi chứ. Các bạn xem là gành thì cứ chia sẻ nha. Thẳng mình gặp mình quay cho các bạn xem thì thôi chứ mình cũng không gành không. Làm cũng giỏi không các bạn à. Hết dầu. Mưa tới nữa quá đen thui nữa. Quá wow, coi đám mây nè các bạn ơi, chắc mưa tới rồi. Thấy không? Thẳng ngồi lầm lầm cho các bạn xem mà nước bao la vậy nè các bạn thấy không? Dưới này nước láng đồng. Quá nước luôn. Gà cắt rồi mà còn có đọt không nè các bạn. Chuyển dần quá trời, chuyển mưa luôn rồi bạn ơi. Tán đám mưa chắc tới chiều luôn quá. Còn cái đó mày làm đây, mày đưa cho nó xuống dưới bé này ha, dư rồi cho nó xuống lắc con mưa luôn. Bộ nó không có ban hả? Hết nguyên liệu rồi, bây giờ lấy nguyên liệu, lấy dầu xuống châm các bạn ơi. Ok. Đó. Lầy lúng vậy đó các bạn thấy không? Lội cũng tới háng luôn các bạn. Mất lầy luôn các bạn ơi. À. Các bạn thấy không anh? Anh em lội đem dầu các bạn ơi. Rồi à. Mắc lầy rồi, hết nổi luôn các bạn ơi. Lên nè, lên nè. Tưởng không lên là kêu cô bé kéo luôn á.
Dắt tới gạch dầu tới muốn xỉu luôn các bạn. Rồi anh em châm dầu vô cái là bắt đầu chạy tiếp nha các bạn ơi.